chào mọi người đến với video bonus ngày hôm nay. Thì thật ra là video này thì mình cũng lựa chọn random, kiểu như dạng như là trong số những video của mình, mình sẽ chọn bất kỳ một cái video nào đó với một cái chủ đề đó mà mình đã làm. Thì ngày hôm nay mình có chọn được vào cái video với chủ đề đấy chính là cái cuộc sống của người yêu cũ của các bạn. Hiện tại họ đang sống như thế nào, đang ra sao. Rồi, một chút dành cho những bạn nào đang có cái sự tò mò đây nhá. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. 1, 2, 3, hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất, để xem á, là cái cuộc sống của người cũ của bạn ấy đang diễn ra như thế nào, đang có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của họ. Tất nhiên có sẽ có những bạn nói với mình là ô, nó sống như nào thì kệ nó, liên quan đến mình đâu. Thì rõ ràng nếu như mà các bạn có những cái suy nghĩ đó thì các bạn có thể là đã không có trải bài này, đúng không? Nhưng mà mình biết sẽ có một số bạn cũng sẽ tò mò xem là họ đang như nào, đang ra sao. Thì đây sẽ là một cái trải bài đem đến cho bạn một cái thông tin, những cái thông tin cần thiết ha. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. 1, 2, 3, giúp mình lựa chọn một tụ bài ở đây nhá. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Drop it. 10 gậy 4 xu. À, căng nha. Rồi, với những bạn chọn tụ bài đầu tiên ý, thì cuộc sống của người cũ của bạn ý, hiện tại đang như thế nào? Thì mình không bàn về những thứ mà họ thể hiện ra bên ngoài nha. Mình đang bàn về những thứ mà có thể đang diễn ra trong cuộc sống của họ. Có thể đó là những thứ họ không có phơi bày đâu. Đó. Thì ok. Rồi, với câu hỏi đó là cuộc sống của người cũ của bạn đang diễn ra như thế nào, thì mình thấy là cái người này ở thời điểm hiện tại họ có khá là nhiều những cái áp lực và những cái gánh nặng mà họ đang phải gánh vác. Có thể đó là những cái trách nhiệm đối với gia đình, có thể là những cái áp lực trong công việc, trong cuộc sống mà họ đang phải đối diện ở đây. Cái người này thêm một điều nữa là họ là cái họ hiện tại á, là họ đang có một cái sự thiếu thốn về mặt tiền bạc tài chính. Tất cả những gì mà họ chi tiêu, tất cả mọi thứ là có thể là đang phải cân đo đong đếm rất là nhiều, để sao cho mà kiểu giống như là đủ được cái, tức là tiền vào nó vừa đủ với tiền ra đó, kiểu như thế. Và cái đặc điểm của cái người này đấy chính là mình thấy rằng họ cũng sẽ giấu những cái khó khăn này vào bên trong của họ. Họ không có nói ra đâu. Đó. Cho nên là nếu như để họ không có phải kiểu dạng như là than vãn, hay là họ sẽ nói ra là ôi tôi đang thiếu tiền hay là hết tiền hay thì kia, các thứ trên chắc trang mạng xã hội đâu, mình thấy là không. Có thể là người này sẽ giấu đi, bởi vì là họ cũng là một cái người rất là mặt mũi, họ không muốn thể hiện ra những cái điều đấy đâu, những cái khó khăn đấy đâu. Và mình thấy là cái người này á, sẽ trong thời điểm tiếp theo ấy, khi mà họ đã quá áp lực rồi, quá mệt mỏi rồi, quá là kiểu giống như là bị bế tắc rồi đó, mình thấy là nhiều khả năng họ sẽ chọn buông bỏ những cái trách nhiệm, dần những cái trách nhiệm, những cái áp lực. Đó có thể là mình lấy ví dụ như họ đang mua trả góp nhà, hay là trả góp xe, hay là trả góp cái gì đó, hoặc là họ đang có rất là nhiều những trách nhiệm phải gánh vác ở trên vai, nhưng mình thấy là họ sắp không thể càng đáng được nữa rồi. Và vì thế trong thời điểm tiếp theo mình thấy họ sẽ chọn buông bỏ bớt những cái trách nhiệm mà họ đang phải gánh vác ở trên vai. Ví dụ họ thanh lý những cái hợp đồng trả góp đó để giải quyết vấn đề đó, để họ bớt cái sự mệt mỏi đi. Chứ điều không, hiện tại là họ đang cảm thấy rất là ngột ngạt trong những cái sự áp lực đó rồi. Đấy, thì đấy là cái tụ bài số 1 nha. Nói chung người này không phải là đang ở trong một cái trạng thái quá tốt đẹp đâu. Họ có áp lực riêng đối với cái cuộc sống của chính họ. Ok, chúng ta sẽ đến với số 2 ạ. Rồi, đối với tụ bài số 2 thì sao? Đối với tụ bài số 2 ấy, thì hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì đối với tụ bài số 2, mình thấy rằng là cái người này vừa mới đây có thể họ đã kết thúc một điều gì đó. Có thể là bạn và họ vừa mới kết thúc với nhau, tức là vừa mới chia tay nhau. Tại vì mình không biết là các bạn đã chia tay nhau lâu chưa. Đó, nhưng mà đối nếu như mà mới chia tay thì đối với họ thì đây đó giống như là một cái sự death, một cái sự chết đi sống lại đó, một cái sự giống như là đóng lại cái chương cũ, kết thúc một điều gì đó ở đây. Nếu như hai người đã chia tay nhau lâu rồi thì có thể là cái người này có thể là họ cũng vừa mới chia tay người yêu, hoặc là họ vừa mới kết thúc một cái chuyện gì đấy
trong cuộc sống của họ chẳng hạn, ví dụ như một công việc hoặc là một cái gì đó nha. Đó, thì mình thấy là hiện tại họ đang ở trong cái trạng thái là bắt đầu họ đang bắt đầu lại mọi thứ với một cái cảm giác vui vẻ hơn, hào hứng hơn. Có thể đó là một công việc mới, có thể là một mối quan hệ mới hoặc là cái cuộc sống mới. Thì mình thấy rằng là cái người này thời điểm hiện tại họ khá là chăm chút cho những vấn đề liên quan đến ngoại hình của họ, đến cuộc sống của họ. Tức là đột nhiên bạn có thể sẽ thấy rằng là cái người này họ mặc quần áo này, họ trang điểm này, họ làm tóc này, tất cả mọi thứ mình cảm thấy là nó sẽ có một cái sự diêm dúa hơn, màu mè hơn. Đó. Hoặc là bắt đầu bạn sẽ thấy họ thay đổi những cái ảnh đại diện ở trang cá nhân của họ. Đó, ở trang cá nhân của họ thay đổi ảnh đại diện này, hoặc là làm mới cái photo file đó của trong cái trang cá nhân của họ đấy, họ sẽ làm mới nó đi. Đó, làm cho mọi thứ nó giống như là nó tươi mới hơn. Nó tươi mới hơn, nó vui vẻ hơn, nó rộn ràng hơn. Đó, thì đấy là cái năng lượng hiện tại họ đang hướng đến cái việc đó trong cái đời sống của họ. Vì là đối với họ ấy, thì cái sự kết thúc ấy, nó đã kết thúc rồi, cho dù chuyện đấy nó là cái chuyện gì đi chăng nữa. Thì bây giờ cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cái chuyện đó nó cũng không quay trở lại. Nên là họ đã quyết định là họ sẽ khởi đầu mới, sẽ bước tiếp, sẽ đến với những thứ mới mẻ hơn, những thứ mà họ đam mê, họ thực sự yêu thích hơn đó. Đấy, bạn sẽ thấy người này hơi màu mè trong thời điểm này, từ cách mà họ ăn mặc, cách mà họ thể hiện bản thân của họ cũng sẽ màu mè hơn nha. Rồi, trước kia không bao giờ mặc những cái đồ đó thì bây giờ lại mặc. Ok, đấy là số 2 ạ. Đến với số 3. Đến với số 3 ở đây thì đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với những bạn chọn tù bài số 3 thì cuộc sống hiện tại của người cũ của bạn đang như thế nào? Về cơ bản, nếu như bạn nhìn từ bên ngoài hoặc những người khác nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ thấy là cái người này đang có rất là nhiều những cái niềm vui ở trong cuộc sống. Có thể họ thường xuyên đăng tải hoặc là họ thường xuyên thể hiện là họ đi ăn, đi chơi với người này người kia. Họ đi tiệc tùng, đó. Họ nói chung là họ bày ra, có thể là thường là những cái ảnh hoặc là những cái clip mà họ đăng lên á, thường là kiểu giống như dạng như là họ đang dô hò trong những cái buổi hội họp gì đấy. Đấy, uống bia, uống rượu, uống các cái chất kích thích gì đó đây. Ăn uống có thể là liên tục. Đó, đi đám cưới này nọ kia. Nói chung bạn sẽ thấy là cái cuộc sống của cái người này nhìn từ bề ngoài vào á thì nó khá là tưng bừng. Nó khá là rộn ràng. Thế nhưng mà đấy nó chỉ là những thứ mà họ đang bày ra trước mắt thiên hạ thôi, trước mắt mọi người thôi, rằng tôi đang rất là vui vẻ này nọ kia. Nhưng bên trong cái người này thì mình cảm thấy được rằng là họ rất là mù mờ về bản thân của họ, về cái cuộc sống hiện tại mà họ đang có. Có thể là bạn thấy là họ đi ăn đi chơi vui vẻ như vậy, nhưng với một số trường hợp mình cảm nhận như là cái việc đấy, tức là họ không đi, họ không chịu được ấy. Dường như là bị nghiện cái cảm giác mà phải có nhiều người ở bên cạnh mình. Nếu không mình sẽ cảm thấy cô đơn, mình sẽ suy nghĩ này nọ đấy. Tức là họ bị nghiện cái cảm giác đó. Đấy, và chính bản thân của họ, bên trong họ ấy, cũng có những cái sự ràng buộc, những cái sự suy nghĩ rất là tiêu cực ở đây. Đó mà họ chưa có buông xuống được. Mình thật ra không đánh giá cao cái lá bài này đâu. Ở đây là bề ngoài của họ thôi. Đó, bởi vì mình cảm thấy cái niềm vui này của họ nó rất là nhất thời. Một ngày thì ví dụ ngày nào đi chơi thì cái lúc đi chơi nó rất là vui. Nhưng mà lúc trở về nhà thì trong trạng thái một cái bộ dạng là rất là say xỉn, rất là mệt mỏi. Đó, và trông hôm sau là trông rất là bê tha bệ rạc, trông rất là tã tợi. Đấy, và mình cảm thấy được rằng là họ cần phải học cái bài học trong cái việc là họ cần phải làm sạch những cái suy nghĩ mù mờ hiện tại trong cuộc sống của họ. Là họ giống như là họ cần phải tìm được cái vấn đề cốt lõi khiến cho bên trong họ cảm thấy mù mờ hay là khó chịu như vậy, giải quyết nó. Đó, chứ không phải là chúng ta sử dụng những cuộc vui hoặc là sử dụng những chất kích thích để khiến cho chúng ta quên đi những nỗi buồn hoặc quên đi những cái sự tiêu cực bên trong chúng ta. Mình tiêu cực ở đâu, vấn đề của mình ở đâu, mình phải giải quyết nó ở đó. Còn cái người này mình cảm thấy giống như họ trốn tránh là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ không biết giải quyết như thế nào. Đó, cũng có thể là cũng muốn tìm cách đấy nhưng mà cũng không biết giải quyết như thế nào. Cái thứ ba nữa, mình thấy người này phụ thuộc rất nhiều vào chất kích thích rồi. Đó, các cái chất kích thích như là bia, rượu này nọ kia rồi. Đó, lúc trước có thể không thế đâu nhưng bây giờ là bị thế rồi đấy. Thì ok, đấy là tụ bài số 3 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nha. Bye.